Mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn món cá nục diêm tỏi ớt nhé. Đầu tiên mình chuẩn bị cá nục một nắng nhé. Đó, rất là ngon. Cá nục một nắng này, tỏi này, ớt này, tiêu này, tiêu với nước mắm với các loại gia vị đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành rán cá sơ qua. Cá sơ qua nhé. Các bạn thấy mình ăn cá lục ngon chưa? Lục liền nắng ấy. Sau khi nhân cá thì mình sẽ pha nước nhé, pha nước sốt, tức là mình chỉ để nước pha lọc này. Nhưng mà mình phải cho tỏi này, một ít tiêu này, và mình có thể bỏ ớt ít ở đây là con gái mình không ăn ớt. Một ít đường nữa. Cho cái nước mắm vào. Cái hỗn hợp này thì mình đánh đều lên. Đây cá nhận đã được vàng chín vàng rồi thì mình sẽ gắp ra nhé. Nếu như cá mình nhà nào muốn ăn giòn á thì mình gắp kỹ hơn, còn muốn ăn rồi thì chúng ta gắp về nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nước màu để cho nó đẹp cá nhé.
Cái này mình làm màu tự nhiên chứ còn không mua những cái nước màu ở ngoài chợ, ngoài hàng sẵn có về đâu, nó không tốt sức khỏe. Đó. Nên ta tự làm nhé. Và khi đun sò nóng dầu thì mình cho một ít đường vào. Đường để mình tạo màu. Mình nấu khi nào mà đường nó chuyển sang màu cánh rán hay là màu caramel á, thì mình sẽ bỏ ra vào để mình khô. Mình rim tỏi ớt. Cá thì càng nhiều tỏi càng nhiều tỏi với nhiều ớt thì càng ngon, nhưng mà mình thì mình không bỏ ớt nhiều vì sợ là mình có được cái nhỏ, mình không bỏ ớt nhiều lắm. Đường chuyển màu rồi nhé. Chúng ta đổ vào đây. Đó, đổ vào cái hỗn hợp của mình lúc nào đầu tiên á. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rim cá nhé. Chúng ta rim khi nó sôi chúng ta rim nhỏ lửa đến khi nào mà nước nó sền sệt á. Đó, nước cá sền sệt thì chúng ta phải tắt bếp. Nha, mình vừa làm mò xong món cá lục chiên tỏi ớt nhé, rất là ngon ạ.